Xin kính chào quý vị và các bạn, đã quay trở lại với kênh xe qua sử dụng chính hãng của công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng. Mình tên là Thắng nha các bạn, mình sẽ hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn liên quan đến thủ tục mua bán xe qua sử dụng, cũng như hỗ trợ về ngân hàng nếu như các bạn nào đang có ý định mua xe qua sử dụng mà góp ngân hàng nha. Ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một mẫu xe đến từ hãng Hyundai, một chiếc xe bán rất là chạy những năm 2019-2020 luôn, đó là chiếc Hyundai Accent nha các bạn. Thì trước mặt các bạn đây chính là Hyundai Accent 2019 số tự động. Có một điều đặc biệt ở chiếc xe này là mới đi được có 5.700 km thôi, một số km đúng chuẩn luôn nha các bạn. Vừa được công ty mình thu về. Hiện trạng cái xe này là chưa có vệ sinh hay là làm đẹp gì hết, mới vừa được đem về chiều hôm qua. Thì bây giờ mình sẽ đi quay cận cảnh về ngoại thất, nội thất và công bố về cái giá bán luôn, để cho các bạn nào chúng ta yêu thích những chiếc xe đến từ hãng Hyundai, đặc biệt là chiếc Hyundai Accent này, thì thông qua clip nếu như các bạn chúng ta thấy chiếc xe này hợp lý với mình thì có thể đặt cọc ngay để mà giữ xe, tránh mất cơ hội nha các bạn. Rồi xin mời các bạn. Rồi mình đi phía trước nha các bạn. Về đèn xe nè, đây là cái đèn zin theo xe nha các bạn, chưa từng thay thế. Rồi phía dưới nè có một số vết trầy nè, đó, những chỗ này là bên công ty mình sẽ dọn lại nha các bạn, sẽ làm đồng sơn lại chỗ này cho nó đẹp. Thì bây giờ tại vì cái xe này chưa dọn cho nên mình quay cận cảnh cái xe, cái hiện trạng nó mới về, chỗ nào trầy mình cũng quay luôn cho các bạn chúng ta thấy thực tế. Còn nếu như các bạn tâm mua thì những chỗ đó bên đây mình sẽ dọn lại hết nha các bạn. Rồi mặt ca lăng còn rất là mới các bạn, không có trầy xước gì hết. Xe này là biển số Sài Gòn nha các bạn. Rồi bên đây cũng là đèn zin theo xe. Cản đồ là bên đây thì có một số vết xước nhẹ thôi. Rồi, những cái này bên đây mình sẽ dọn lại hết đây. Cản trầy này các bạn, đó. Rồi, sẽ dọn lại hết nha các bạn. Rồi mâm lốp nè các bạn. Thì mới đi được có 5.700 km thì chắc chắn là lốp zin theo xe rồi, còn rất là dày luôn, mâm không có một cái trầy luôn nha các bạn. Đó, cái xe hầu như là đi rất ít, 2 năm đi chỉ được 5.700 km thôi. Đây, gầm bệ bên trong nữa các bạn, còn dấu màu son nhà máy luôn nè. Rồi tới phần cửa nè, cửa nẻo là nước sơn zin, chưa từng sơn lại nha các bạn. Đó, chưa từng va quẹt sơn lại, cửa nẻo nước sơn zin hết. Rồi là mâm lốp sau nè các bạn, đó, zin theo xe. Thì cái xe sau thì trên video nó như vậy nha các bạn, tại vì mình quay video thực tế luôn, không có chỉnh sửa gì hết. Rồi phía sau, xe này thì có 4 cảm biến nha các bạn. Đó, 4 cảm biến, 4 chấm đen là 4 cảm biến nha các bạn. Có camera dè phía sau luôn. Đó, phía sau để mình coi coi có bị trầy xước gì hay không. Cũng có một số vết xước nhỏ thôi, không đáng kể nha các bạn. Những cái đó dọn lại sẽ như mới thôi. Chiếc xe Hyundai Accent thì mẫu mã thiết kế rất là đẹp nha các bạn. Rồi qua phía bên tài nữa các bạn, cửa nẻo bên tài cũng là cửa zin, nước sơn zin, chưa từng sơn lại, chưa từng qua quẹt đâu hết. Mâm lớp zin luôn nè. Đó. Rồi, về ngoại thất xe thì quá ok rồi. Giờ mình coi tiếp theo cái nội thất nha các bạn. Đây. Rồi, coi cái tấm bi cửa nè các bạn. Rất là mới nha. Quay cận cảnh cho các bạn thấy luôn. Đó. Rồi. Vô lăng có bao tay lái luôn nè, bao tay lái loại xịn nha các bạn. Nên nhìn nó mềm, chắc. Có chạy tắp lô. Rồi, cho các bạn coi số km thực tế nè. 5.718 km nha các bạn. Số tự động. Đầu DVD tích hợp camera dè. Mọi thứ rất là mới đó các bạn. Đó, xe này chưa vệ sinh, chưa làm đẹp nha. Và những cái chỗ này rất là mới nè. Có mấy miếng chạy sàn nè. Đây là cái tựa đầu, cái gối tựa đầu các bạn, chủ trước người ta mua lắp lên đó. Có cửa sổ trời luôn nha các bạn. Đây, xe này có cửa sổ trời luôn nha. Đó. Trong mẫu xe thích hợp cho các bạn chúng ta đi làm hoặc là đi gia đình, đều rất là ok. Tính năng trên xe thì khỏi nói rồi, có cruise control nè, đầy đủ. Vô lăng rất là mới nè các bạn. Những cái phím chữ còn nguyên luôn. Xe đi ít quá. Rồi ra phía sau nè các bạn.
Thì với chiều dài xe cũng khá là dài cho nên là phía sau ngồi rất thoải mái nha các bạn. Và những xe đến từ hãng Hyundai. Đó, có cửa gió sau nè, để các bạn chúng ta không có sợ bị nóng khi mà ngồi phía sau. Đây. Tắp đi cửa phía sau đó các bạn. Nhìn rất là mới nha. Một phần là đi ít, còn thứ hai là do chủ xe giữ xe cũng kỹ các bạn. Xe nữ trước là nữ chạy cho nên là giữ cái xe kỹ quá, nhưng xe còn rất là đẹp. Rồi, về tổng thể cái xe Hyundai Accent này các bạn thì ngoại thất và nội thất còn rất là đẹp nha các bạn. Đó. Cái xe này thì mình điểm lại thông tin một lần nữa, đây là Hyundai Accent 2019 đi được 5.700 km, mang biển số thành phố màu trắng. Và hiện tại thì công ty mình đang dự kiến chào bán cái xe này với mức giá là 498 triệu nha các bạn. 498 triệu. Thì cái xe này sẽ hoàn thiện sau khoảng một tuần lễ nữa. Tuần lễ để mà làm đẹp rồi kiểm tra chất lượng này nọ, phải mất khoảng một tuần lễ nữa. Thì nếu như các bạn chúng ta muốn tránh mất cơ hội thì ngay thời điểm này các bạn nếu như thích chiếc xe này có thể đặt cọc ngay để mà giữ xe. Thì sau khi cái xe hoàn thiện hết mọi quá trình từ khâu kiểm tra chất lượng đến làm đẹp thì các bạn lên con một lần nữa, nếu như các bạn chúng ta cảm thấy hài lòng thì chúng ta sẽ tiến hành đóng đủ tiền, ký hợp đồng và bên mình sẽ làm thủ tục sang tên cho các bạn. Còn nếu như các bạn chúng ta không thích nữa thì bên công ty mình sẽ gửi tiền cọc lại. Đó là chính sách bán hàng của công ty mình, rất thoải mái cho các bạn luôn, thuận mua vừa bán nha các bạn, cho các bạn chúng ta yên tâm. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip review chiếc xe Hyundai Accent của mình ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha. Xin chào. Quý vị và các bạn vui lòng bấm đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để nhận thông tin xe cũ về nhanh nhất. Và đặc biệt sẽ nhận được một phần quà trị giá 500.000 đồng khi liên hệ Văn Thắng để mua bán xe. Xin chân thành cảm ơn.